Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù. Điều anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho thầy. Vậy, anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. Vì chính thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình. Suy niệm. Tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người ghét bỏ. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ đó sẽ được cứu thoát. Tại sao vì danh Chúa mà người môn đệ của Chúa lại bị người đời ghét bỏ? Thưa, bởi vì Chúa đến để làm chứng cho sự thật. Trước tòa Phi-la-tô, Chúa đã nói rõ điều đó. Tôi đến thế gian này là để làm chứng cho sự thật. Ai làm chứng cho sự thật thì nghe tiếng tôi. Ở đời, người ta thường nói thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng. Người ta cũng thường nói thẳng thắn, thật thà thường thua thiệt, lọc lừa lươn lẹo lại leo lên. Cho nên, ai yêu sự gian dối thì thường họ ghét sự thật, sợ chân lý, mà Chúa lại chính là chân lý như Ngài đã nói. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Vì vậy mà, kẻ yêu sự gian dối thì đối nghịch với Thiên Chúa và trở nên thù ghét Ngài. Và vì ghét Ngài nên họ cũng ghét luôn những kẻ thuộc về Ngài. Như chính Chúa đã nói, bởi vì thế gian đã ghét Thầy nên họ cũng ghét anh em. Vì thế gian chỉ yêu những gì thuộc về nó. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng, chân lý thì muôn đời tồn tại. Trái lại, dối trá sớm muộn sẽ phơi bày. Hay như một triết gia kia đã nói, một chân lý dù muôn người bài bác vẫn là một chân lý. Một sự sai lầm dù muôn người ca tụng vẫn là một sự sai lầm. Người sống sự thật thì tâm hồn luôn bình an, bởi vì họ sống ngay chính. Trái lại, kẻ gian dối thì luôn bất an, lo sợ điều dối trá bị lộ tẩy. Vậy, chúng ta hãy xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta luôn biết tôn trọng sự thật, bảo vệ chân lý, cho dù có bị người đời ghét bỏ hay có bị thua thiệt. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng, dù người đời ghét bỏ, thì ta vẫn được Chúa đón nhận. Như lời Thánh Vịnh đã nói, dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì vẫn còn có Chúa đón nhận con. Amen.